Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng quay trở lại với chuyên mò mẫm... À mà không phải. Thông qua góp ý từ comment của một bạn trong số lần trước, chúng mình mới nhận ra là khi search cụm từ mò mẫm phim trên YouTube sẽ ra một số thứ không hay. Mà mình khuyến cáo là các bạn đừng search thử làm gì nhé. Cho nên, chúng mình quyết định sẽ đổi tên chuyên mục này với mục đích là đem lại sự trong sáng cho các bạn. Với cái tên mới là Lượm Lặt Phim, cũng là nơi mà các bạn sẽ được đi qua hàng loạt những fun fact ngẫu nhiên, những điều thú vị, các câu chuyện hậu trường xoay quanh thế giới điện ảnh. Và không để mất nhiều thời gian nữa, ta hãy bắt đầu số tiếp theo của chuyên mục này thôi nào. Let's go! Nếu như các bạn chưa quên thì trong hệ thống Way to Weird chúng mình còn có người anh em anime đúng không nào? Và cả anime, cartoon hay movie đều có đôi chút sự liên kết vì nó đều là những tác phẩm được trình chiếu trên màn ảnh lớn hay màn ảnh nhỏ bất kỳ để khán giả thưởng thức. Chính vì thế không có gì là lạ khi một người xem có thể yêu thích nhiều thể loại. Nhưng với các diễn viên thì có thể khác một chút, vì nếu là ngôi sao điện ảnh, các diễn viên sẽ thường thích điện ảnh hơn và sẽ thường xuyên coi các bộ phim của đồng nghiệp mình hơn ít nhiều để học hỏi. Và cũng không hẳn là ai cũng như thế. Cụ thể ở đây là nam diễn viên Michael B. Jordan. Nam diễn viên dù đã 34 tuổi rồi, nhưng vẫn là một weebu đích thực, khi anh không dưới 2 lần tiết lộ mình là fan của anime trong các buổi phỏng vấn. Đặc biệt thay, bản thân Michael B. Jordan cũng đặc biệt thích bộ đồ của nhân vật Killmonger trong Black Panther, vì nó trông giống với nhân vật anime mà anh thích là Vegeta của Dragon Ball. Và sự weebu chúa này của Jordan đã không thoát khỏi tai mắt của các nhà sản xuất phim Marvel, cho nên trong tập 6 What If, họ đã cho nhân vật của anh lại một lần nữa khẳng định mình thích anime với người xem. Người ta thường nói một nhân vật phản diện mà khiến người xem ghét cay ghét đắng thì diễn viên đó đã thành công. Tuy nhiên thì một số khán giả đại chúng chả hiểu sao lại không lắp não vào để xem phim, để rồi ghét nhân vật đã đành. Đôi lúc những thành phần bất hủ đó ghét lây luôn cả diễn viên người ta ngoài đời. Bộ não có ích lắm đấy. Không biết họ có sở hữu một bộ không nhỉ? Những trường hợp này còn có một cách giải thích khác là ngáo phim. Và cũng chính những trường hợp ngáo phim này đã đem tới một rắc rối hy hữu cho NASA nữa cơ. Cụ thể là vào năm 2018, sau khi trailer của bộ phim Avengers Endgame được tung ra, hàng tá các con rời ngáo phim trên Internet đã nhắn tin, mail, gọi điện và làm đủ trò để yêu cầu NASA phải gửi tàu vũ trụ vào không gian để cứu Tony Stark đang mắc kẹt ở đó. Số lượng tin nhắn nhiều tới mức mà tài khoản Twitter chính thức của NASA đã phải lên tiếng, post bài để yêu cầu các fan hâm mộ dừng việc nhắn tin này lại. Ôi dồi ôi đấy các ngáo phim ạ. Nhân tiện nói về Avengers Endgame thì tua nhanh từ cảnh đầu phim của Stark cho tới cảnh cuối phim khi anh xin vĩnh biệt cụ rồi cái nào. Như đại đa số các tín đồ điện ảnh trên khắp thế giới thì ai cũng biết rằng Tom Holland aka Spoilerman luôn là người bị các đạo diễn giấu nhẹm đi kịch bản chính thức hoặc bắt anh đóng dựa trên kịch bản giả đúng không? Và cảnh cuối của Endgame cũng là một trường hợp như thế. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Tom Hà Lan cho biết là anh đã được đạo diễn Anthony Russo dặn là hãy mặc một bộ vest thật bảnh, thật đẹp để đến phim trường quay cảnh đám cưới, mà cũng chả hiểu sao cu cậu không đặt câu hỏi là mặt ai cũng như đưa đám trong phân cảnh đó mà. Đám cưới cái gì nhỉ? Quả thật là Spider-Man của Tom Holland luôn trở thành câu chuyện hài của các khán giả trên Internet. Lỡ nhắc về hài rồi thì các bạn có biết rằng ý tưởng giúp nhà văn quá cố Stan Lee tạo ra nhân vật Spider-Man cũng hài hước không kém hay không? Stan Lee từng chia sẻ là ông đã vô tình ấn tượng trước khoảnh khắc mà một con ruồi bay ngang qua mặt mình và leo trèo trên các bức tường. Chính vì thế, ông đã ngay lập tức bắt tay vào việc để tạo ra một siêu anh hùng với những khả năng tương tự. Một số cái tên từng được ông đưa ra là Stick to the Wall Man, Fly Man, Mosquito Man. Nhưng rồi thì ông cho rằng, ruồi và muỗi là hai loài côn trùng thiếu thú vị và ít ai ưa thích. Nên cuối cùng, Spider-Man là cái tên được chốt. Nhưng mà cụ ơi, nhện cũng có được mấy người thích đâu ạ? Bonus thêm một fun fact cho các bạn nữa là chính nhờ ý tưởng sơ khai về nhện nhọ này, bộ phim Superhero Movie hay cái tên thân thương tiếng Việt là Siêu Nhân Chuồn Chuồn cũng là một phiên bản parody của người nhện dựa trên chia sẻ này của Stan Lee. Nhờ sự lựa chọn đúng đắn đó mà Spider-Man đã thu về tiếng vang vô cùng lớn trên khắp thế giới. Và phần phim thứ hai do Tobey Maguire thủ vai thậm chí còn được đánh giá là phim siêu anh hùng hay nhất mọi thời đại và là nguồn cảm hứng cho vô vàn tác phẩm đương đại ngày nay. Thậm chí là trong bộ phim The Great Gatsby của đạo diễn Baz Luhrmann còn có một cảnh phim được lấy ý tưởng trực tiếp từ phần phim thứ hai Người Nhện của Sam Raimi nữa cơ. Cụ thể hơn là trong cảnh phim lần đầu tiên, Gatsby của nam diễn viên Leonardo DiCaprio xuất hiện. Nhân vật Nick Carraway do nam diễn viên Tobey Maguire thủ vai đã liên tục bị hớt tay trên khi cố gắng lấy ly rượu trên khay của các bồi bàn. Đây cũng là một chi tiết vô cùng quen thuộc của nam diễn viên khi cũng chính nhân vật Peter Parker đã có khoảnh khắc phải ngơ ngác và tỏ vẻ rất đáng thương khi bị hớt tay trên như thế này. Bảo nhện nhọ nhất trong ba nhện thì cứ chối cơ.
một nhân vật hay sẽ là một nhân vật có tầm ảnh hưởng về sau. Tuy nhiên thì cũng không ít các nhân vật nổi tiếng trong các bộ phim bom tấn được lấy cảm hứng từ chính một ai đó hay một câu chuyện nào đó ngoài đời. Và tên hề Pennywise cũng không ngoại lệ. Được tạo ra bởi ông hoàng kinh dị Stephen King, gã hề Pennywise đã làm thay đổi hoàn toàn khái niệm về những chú hề. Nhân vật đáng yêu vốn mang tiếng cười cho mọi người, bỗng chốc trở thành nỗi khiếp sợ kinh hoàng trong mắt khán giả. Tuy nhiên, bạn có biết rằng, khác với các thực thể ma quái trong các bộ phim cùng thể loại là được dựa trên truyền thuyết hoặc những lời đồn chưa được xác thực, nhưng Pennywise lại không phải thế. Gã hề ma quái này được lấy cảm hứng từ một tên sát nhân có thật ngoài đời, và hắn ta tên là John Wayne Gacy. Ở ngoài thực tế, những năm 1972 đến 1978, hắn thường xuyên hóa trang thành những chú hề để tới biểu diễn trong các bữa tiệc sinh nhật, quyên góp từ thiện và diễu hành đường phố. Tuy nhiên, đó chỉ là thứ vỏ bọc tinh vi, bởi John Wayne Gacy đã cưỡng hiếp và giết hại gần 33 năm thanh thiếu niên từ 9 đến 20 tuổi trong suốt những năm từ 1972 đến năm 1978 ở khu vực Chicago bằng thủ đoạn dụ dỗ, tuyển dụng rồi giấu xác dưới nền nhà hoặc lòng sông. Sự thật mình vừa nói ở trên không giống như một fun fact lắm nhỉ? Thôi đã lỡ rồi thì ta cũng hãy tiếp tục với một sự thật khác trong một tác phẩm cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của Stephen King, The Shining. Ngoài một sự thật là Stephen King ghét cay ghét đắng bộ phim này ra, The Shining cũng không thể phủ nhận là một trong những bộ phim kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại. Và các bạn có biết rằng, ngoài một nội dung mà sau này các nhà phê bình ai ai cũng phải nhận định lại ra, bối cảnh của The Shining là một thứ đã được Stanley Kubrick chăm chút kỹ lưỡng nhất. Bên cạnh một khách sạn Overlook đã trở thành biểu tượng của thế giới điện ảnh ra, phân cảnh cuối phim Here Johnny cũng là đoạn phim gây kinh hãi và đáng nhớ hơn cả. Nhưng các bạn có biết rằng, để cảnh quay này được hoàn chỉnh nhất có thể, các nhà làm phim đã phải bỏ ra công sức như thế nào hay không? Để mình tiết lộ cho nghe nhé! Tổng cộng thì phân cảnh này đã mất 3 ngày để thực hiện sao cho chuẩn chỉ nhất có thể. Cộng thêm với đó, tới tận 60 cánh cửa khác nhau đã bị phá vỡ bởi nam diễn viên Jack Torrance, và thành quả là ta có được một trong những cảnh phim đáng sợ nhất mọi thời đại. Và cũng như đã nói nhiều lần thì sự cố gắng và chịu khó của các diễn viên luôn là một yếu tố cần để một bộ phim có thể thành công. Nữ diễn viên Gal Gadot cũng là một ví dụ điển hình thông qua bộ phim Wonder Woman. Được biết, Warner Bros. Không chỉ thích chơi đùa và hành hạ cảm xúc của các fan nhà DC không thôi. Đối với các diễn viên trong các phim của hãng thì họ cũng không ít lần gặp những chấn thương từ vừa phải cho đến nghiêm trọng khi quay phim. Khác với Batman thì Wonder Woman của Gal Gadot không đeo mặt nạ nên cô thường phải đích thân đóng các cảnh hành động thay vì diễn viên đóng thế. Và cô cũng từng bị chấn thương cột sống khá nghiêm trọng trong quá trình quay Wonder Woman 1984. Ngoài ra thì ở bộ phim trước đó, Wonder Woman vẫn luôn được đánh giá cao ở khoản hành động. Tuy nhiên, bạn có biết rằng, đằng sau những phân đoạn đỉnh cao, những màn chiến đấu hấp dẫn cùng bộ đồ bó không thể mà lem hơn của Wonder Woman thì bản thân Gal Gadot lúc đó đang mang thai khi đóng phim hay không? Cô phát hiện mang thai khi đang quay lại một số cảnh của Justice League và có bầu 5 tháng khi quay Wonder Woman. Ban đầu cô giấu việc có thai để tránh làm phiền đoàn phim, tuy nhiên khi bụng bầu dần lộ ra, ekip bắt đầu hạn chế các cảnh hành động và dùng công nghệ CGI hậu kỳ. Hay nhở? Dùng công nghệ để che bụng của Gal Gadot được, nhưng che quả dâu của Henry Cavill trông chán thế không biết. Nói về tự hủy thì chắc không ai qua được Warner Bros rồi. Tuy nhiên, ở châu Á cũng có một đoàn làm phim khác có một sự cố hy hữu không kém. Cụ thể hơn đó là các nhà sản xuất của tựa phim đình đám mấy tuần vừa qua, Squid Game. Theo các kênh truyền thông nội địa của Hàn Quốc, một người đàn ông đã đệ đơn cáo buộc Netflix và nhà sản xuất Squid Game là Siren Picture Inc. khi họ đã đăng tải số điện thoại của ông trong loạt phim này. Điều đó khiến ông tổn thất về mặt tinh thần khi liên tục bị làm phiền bởi hàng nghìn cuộc gọi mỗi ngày từ những khán giả xem phim. Họ rất tò mò con số đó và đã gọi hoặc nhắn tin cho ông. Thậm chí còn có người ngáo phim tới mức muốn tham gia trò chơi vì nợ nần ngập đầu. Ngộ nhỉ? Bị chủ nợ dí thế mà vẫn có thời gian xem phim? Tài thật đấy! Các nguồn tin dự đoán Netflix có thể bị phạt tới 50 triệu won, khoảng 42.000 USD vì vụ kiện dân sự và cả phí tổn thất về tinh thần cho phía nguyên đơn. Tuy nhiên thì sự cố kể trên không thể nào qua được sự cố trong fun fact cuối của ngày hôm nay. Đó chính là về sự cố nghiêm trọng nhất từng được xuất hiện ở một kỳ Oscar vào năm 2017. Như thường lệ, phim hay nhất luôn là giải quan trọng để giành tôn vinh vào phút cuối của chương trình. Vào năm 2017 thì hai tài tử có tuổi là Warren Beatty và Faye Dunaway nhận nhiệm vụ công bố kết quả nhưng đã tạo nên một sai lầm lớn vì không đọc kỹ phong thư. Cụ thể hơn thì Faye Dunaway đã công bố bộ phim giành chiến thắng là La La Land, nhưng rồi thì trong lúc cả ekip của phim đang đi lên phát biểu và cùng chia vui với các đồng nghiệp, thậm chí cầm trên tay tượng vàng Oscar rồi. Nhưng rồi thì chính nhà sản xuất của La La Land là ông Jordan Horowitz đã phải vừa ôm cục tức, vừa thông báo Moonlight mới là bộ phim thắng giải do sự nhầm lẫn trong lúc đưa phong bì lên trao thưởng. Tình huống quen không mọi người? Khác gì quả trao vương miệng hồi năm 2015 đâu nhỉ?
Và đó là toàn bộ những fun fact thú vị mà chúng mình đã siêu tầm được cho số lượm lặt phim lần này. Đâu là chi tiết về phim ảnh thú vị nhất trong số này? Cũng như các bạn có góp ý gì thêm về những fun fact thú vị khác cho số tiếp theo hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird out.